Sáng nay trời mưa, cô chú anh chị Chi đang đợi xe buýt nè mọi người. Hôm nay sẽ dẫn Chi đi bằng xe buýt hết cô chú anh chị. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay ơi, Chi này nó rất là liếng lắc luôn nè mọi người. Cô chú anh chị ơi, sáng nay em Chi đi học bằng xe bus nên cô chú anh chị lần đầu tiên trong đời em Chi đi xe bus xuống. Hai mẹ con đang nôn nao đi xe bus, không biết là đi tại vì vừa đi bộ nữa. Đi tới bến xe bus phải đi bộ vô đây. Cho nên là không biết là mấy giờ, bao lâu đi, bao lâu đến á. Cho nên đi rất là sớm luôn, đến đây có 8:25 hả mọi người. Mà cổng trường 8:40 mới mở ha cô chú anh chị. Cổng trường sẽ mở từ 8:40 đến 8:50 thì trong 10 phút đó là mình đưa con đến ha. Cũng có phụ huynh dẫn con đến đây nè cô chú anh chị. Còn sớm cho nên là ở đây có công viên nè, đang ngồi đi đợi. Hôm nay thì sẽ đi bằng cổng sau hả cô chú anh chị. Hôm nay thì Chi chỉ học tới 1:30 thôi mọi người. Là 1:30 là phải đón Chi về á. Hôm nay có đem cặp đi học cho Chi. Và có cái bình nước và một cái túi này nữa nè, trong đây là có đôi bút của Chi ha, với lại đồ để thay đó. Còn cái bộ đồ áo dài này nè là tặng bạn của Chi, bạn học từ lớp mẫu giáo từ lúc mà 2 tuổi mấy á. Một chút nữa đem theo cho Chi luôn rồi lên tới đây học chung lớp với Chi luôn cô chú anh chị. Xin chào các bạn con chú. Chị đi học chứ có bạn thân chưa? Có. Nói là lại đây nói. Bạn thân tên gì? Henry Harvey. Rồi ai nữa? Evelyn. Henry với Harry là con trai đó, chị thích hai bạn đó luôn hả? Có Henry, Harry với Evelyn là ba cái bé đó là học chung Chi Chi từ mẫu giáo nè cô chú anh chị, từ lớp mầm á, ở trường khác đến đây luôn. Chúc gì? Gì? Hello Chi. Chào con bà, con chú. Chị đi học vậy nói yếu à. Thì mày ẵm xuống đi. Trời mưa bay bay ha cô chú, cái này là mưa bụi nhặt nhòa luôn nè mọi người. Kim đi đón Chi bằng xe đạp cô chú ơi. Trời mưa bay bay cho mặc áo mưa cho Chi nè. Nhưng mà cũng không có ướt ha mọi người, tại vì mưa nhỏ lắm. Rồi cái bà cô kia bà làm gì kìa, bà đeo bà trèo lên cái xe một hồi ngã một cái ha. Mà té ưu đầu, để mà dẫn xe vô, đừng bẻ hư của mẹ. Chí đi học về là lo coi tivi nè cô chú anh chị. Kim có làm trái cây cho Chi với một ly sữa. Chi lại đây ngồi ăn trái cây cho mẹ đi. Coi chừng đổ ly sữa đó. Để rồi mó tivi xuống. Ăn trái cây đi rồi uống sữa. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Nói lại coi. Cảm ơn mẹ. Giỏi, bây giờ mẹ nói nè. Mẹ lật cái đồng hồ cát này lên nha. Ôi trời ơi trời, rớt bể chứ không phải giỡn đâu. Nó cái đồng hồ cát này nó chạy hết là con nghỉ xem tivi nha chưa. Là lo học học bài nha. Nha không? Học bài xong rồi còn học tiếng Việt nữa đó. Kim nó cho Chi nó ăn trái cây đó cô chú anh chị. Xong rồi cho cái đồng hồ cát nó chạy hết là Chi sẽ bắt đầu học bài ha cô chú anh chị. Vừa học bài của ở bên này thầy cô cho, xong rồi học tiếng Việt nữa, rồi tập tô chữ nữa cô chú anh chị. Chi nó đã hết thời gian xem tivi nè cô chú, giờ Chi sẽ viết bài ha cô chú. Chi viết bài cho cô chú xem đi, xong rồi mẹ lấy cái kia ra cho Chi học bài ha. Viết có đẹp không trời, viết mà bôi bôi tùm lum nhỉ. Nào viết coi, Chi cầm tay trái cô chú ơi. Rồi con viết cho mày coi. Đúng rồi, giỏi. Ây chà chà, trời ơi đẹp quá à. Rồi con viết nữa đi. Nè, cái này viết không đẹp là phải bôi viết lại nè nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi viết ra cho mẹ coi cái gì ở đây vậy. Con ngồi thẳng cái lưng lên, để cái tay xuống, để cái tay lên này nè, mày nói làm sao? Đúng rồi, xích ga chút nữa. Đúng rồi. Giỏi. Rồi dưới chữ bên kia luôn coi. Từ dấu chấm đúng rồi.
bậy 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 rồi đó. Tôi chấm kéo lên nhìn cái mũi tên đây nè, nhìn đây nè, cái mũi tên tôi để tự đây nè, quẹ qua đây thấy không, xong rồi đá ra đây thấy không, hồi nãy giờ có viết đúng không, giỏi nó. Trời quẹo đâu mà dữ vậy thần. Quẹo chỗ này lại nè. Ngày viết hồi mà chấm điểm đó nha. Rồi viết đi. Thẳng lưng xích tôi đây, rồi thẳng lưng lên, đừng có nằm lên bàn. Đúng rồi, để tay xuống đây viết nữa coi. Đúng rồi, nó đẹp rồi đó. Nè, cái này là sách tiếng Việt chị biết không? Đây là chị đang học tiếng Việt đó nha con nha. Chứ không phải là học tiếng Anh giống ở trường English đâu nha. Ba bữa cơ. Má ơi. Nè, nín nè để mẹ giới thiệu cho con cái bản bản chữ cái tiếng Việt mẹ đọc trước một lần cho con làm quen ha. Rồi xong rồi sau nữa một chút nữa mẹ đọc xong cái bản này thì mẹ sẽ lật qua đây mẹ giải cho con cái bài đầu tiên, ok. A. A. À. À. Ơ ơ bờ bờ cờ cờ y y ca ca l l m m. Giờ đây là cái bài đầu tiên của tiếng Việt là chữ A ha. Này là A cho viết hoa là thấy không, A viết thường. A A A đúng rồi. Và em bé đang la gì đây? A. Em bé nhìn thấy con gà em bé la A. Thường chị hay là A đó nhớ không? A à, mẹ ơi! Thường mà A means look, look, it's that. Không, A là khi mà chị ngạc nhiên, chị thấy cái gì chị ngạc nhiên vậy đó. A à. Yeah. Này bà ngoại, này bà ngoại nè đang xách cái giỏ có chữ A luôn rồi thấy không? A. Rồi con đọc lại cho mẹ coi. A A A A A A A. A nhiều quá. Rồi tiếp cái bài tiếp theo chữ này chữ gì? Bờ bờ A bờ A ba ba bờ A ba A ba ba. Nói lại đàng hoàng, bờ A ba bờ A ba. Đúng rồi nè, bờ A ba bờ A ba bờ bờ b a b ba 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 ba. Này là con ba ba nè phải không? Ba 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 ba. Cái này là em bé, em bé. Quả bóng mẹ, mà em bé luôn đâu mẹ, mà mày dạy tới đâu học cái đó mẹ. Nè em bé mẹ. Okay. Em bé cái bàn, cái bàn. Quả bóng, quả bóng. Ba 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 ba. Đây là Chi hôm nay ngoan quá trời ngoan nè cô chú anh chị ơi. Hồi nãy giờ Chi học đó hơn một tiếng rồi đó mọi người. Học tiếng Việt xong cái không mới đầu là học tập tô. Tập tô xong cái học tiếng Việt xong cái Kim có dạy một ít toán nữa ha. Xong bây giờ tô màu, bây giờ là đây là cái cuốn vở bài tập toán lớp 1 đó cô chú anh chị. Con phải tô cho đầy màu lên chứ Chi. Ok. Bây giờ Kim sẽ xuống làm đồ ăn tối cho Chi cô chú anh chị ơi. Đồ ăn tối xong rồi ủi đồ cho Chi nữa. Đi tụi em ngồi con. Đồ ăn có uống cho Chi xong rồi nè. Bà cô chú ơi trời ơi trời. Bà Chi bà ẩu tả thấy ghê luôn kìa. Bữa nay Kim làm ức gà luộc hả cô chú anh chị. Với lại nuôi. Và cái có rau xà lách với lại dưa leo cho Chi nữa nè cô chú anh chị. Chi Kim cho chị ăn cái sốt này nè. Sốt Caesar dressing này nè. Để vô trong đây. Trộn nên ăn rất là ngon mọi người. Này ăn ít dầu mỡ cô chú anh chị. Tại vì ít gà đó không có dầu mỡ. Rồi rau nữa. Này rất là dễ ăn luôn cô chú anh chị. Ngon không Chi? Rồi có ăn không? Để mà dẹp dẹp cái hộp màu này cho chị ăn nè. Má, are you gonna eat this with me? Con ăn cái đó đó. Để giấy đây nè. Có gì lau tay nha.
Ngồi ngay là đứng lên dưới đây. Dạ con học không bao giờ là dễ dàng hết cô chú anh chị. Tại vì bé còn nhỏ đó mọi người, 4-5 tuổi thì cái tuổi đó còn hiếu động nè. Còn bé không có chịu ngồi yên một chỗ đó cô chú anh chị. Học một chút là sẽ rất là nhanh chán. Cho nên khi mà mình dạy cái gì đó là mình dạy nhanh 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 một cái môn đó. Xong rồi là Kim tranh thủ dạy nhanh nhanh khoảng 15-20 phút gì đó là lâu lắm rồi đó ha. Là chuyển sang cái môn khác liền để cho bé đỡ chán đó mọi người. Chứ không mà bé nó ngồi một chỗ, nó học một cái đó hoài là nó sẽ bị rất là dễ chán luôn. Vừa học tiếng Việt như vậy đó, xong rồi ăn uống, xong rồi sẽ cho Chi tắm rửa hả cô chú anh chị. Và sau đó là sẽ học tới bên tiếng Anh hả cô chú anh chị. Tiếng Anh thì ở trường cô giáo cho mấy cái quyển truyện đó về đọc và có mấy cái app nữa. Cái app ở trường về cho bé vừa học chữ nè, vừa học số, vừa điểm số, vừa làm toán ở trên những cái app đó. Thì bé nó cũng rất là thích thú, giống như là vừa học vừa chơi game đó cô chú anh chị. Và vừa được điểm ở trong đó nữa. Cho nên dạy nó cũng dễ hơn đó mọi người. Trộm vía là Chi Chi cũng dễ ăn ha cô chú anh chị. Cho nên cái việc mà nấu ăn uống gì cho Chi Chi thì cũng rất là nhàn mọi người. Kim không có cần phải suy nghĩ là ăn cái này gì, hay là ngày mai ăn món gì, hôm nay ăn món gì. Kim sẽ để cho con tự chọn những cái món ăn mà con thích hả cô chú anh chị. Giống như là trong tủ lạnh ngày hôm nay có những cái món gì đó, Kim sẽ kể tên là hôm nay con được chọn trong những cái món đó đó. Thì em Chi nói là hôm nay con muốn ăn cái món nào đó thì Kim sẽ nấu cho con ăn cái món đó hả cô chú anh chị. Thì như vậy thì sẽ không có gây cái áp lực trong việc ăn uống cho con hả mọi người. Kim ăn món Việt hả cô chú anh chị. Hôm qua Chi nó ăn cơm với cánh gà chiên nước mắm. Hôm qua Kim làm cánh gà chiên nước mắm rồi. Đây, hôm nay Kim có canh cải ngọt nấu với tôm nè mọi người. Hôm nay còn cái phần cánh gà còn lại đó Kim kho xả hả cô chú anh chị. Nhưng mà Kim không có để ớt. Để cho Chi nó có ăn được không á mọi người. Chi ăn thịt của mẹ hả? Trời ơi, hồi nãy giờ Chi nó chưa có ăn hết cái phần kia nữa kìa cô chú anh chị. Mẹ Chi muốn ăn của mẹ nữa đó hả? Đúng rồi. Nè, lấy cái cục này cho dễ ăn nè. Thôi vậy rồi đó. Cái này không con không gấp được đâu. Đó. Ăn cơm mình lấy qua cho. Ngon quá. Chị không ăn miếng xà lách nào hả? Mình làm thớt cho con hả con ơi? Vậy ăn rồi. Can I try that bit too?